Sau gần một thập kỷ không được nâng cấp, Infiniti QX60 đã chính thức lên đời với nâng cấp đáng giá về mọi mảng. Về thiết kế, Infiniti QX60 sử dụng bộ khung khá tương đồng với các dòng xe mới ra mắt của thương hiệu Nhật, trong đó ngoại thất xe gần như copy y nguyên từ concept QX60 Manograp chào sân từ tháng 9 năm ngoái. Phong cách của Infiniti QX60, theo chia sẻ của thương hiệu chủ quản, là thể thao mạnh mẽ hài hòa với sự đơn giản thể hiện qua các đường nét mềm mại xen lẫn vóc dáng cơ bắp. Triết lý, tinh thần Nhật Bản cũng được thể hiện ở nhiều yếu tố như đèn pha digital piano key với họa tiết như kimono gấp gọn, tản nhiệt gợi mở phong cách xếp giấy origami hay họa tiết chỉ khâu bên trong nội thất giống mặt hồ gợn sóng. Tông màu chủ đạo của Infiniti QX60 là Moon Bow Blue lấy cảm hứng từ bầu trời hoàng hôn mùa hè và có khả năng chuyển màu từ tím tới xanh dương rồi xanh lá tùy góc quan sát. Nội thất Infiniti QX60 khu vực vốn bị chê trách nhiều nhất trên người tiền nhiệm vì đã quá lỗi thời nay được nâng cấp triệt để với các chất liệu mềm mang lại cảm giác sang, xịn, mịn hơn đáng kể. Gỗ cao cấp, hình khâu tựa lưng, da bán anilin với đường chỉ khâu kép cho hai hàng ghế trước, ghế Zero Gravity mô phỏng lại trạng thái lơ lửng, vô trọng lượng trong vũ trụ là một vài vũ khí chính của Infiniti QX60. Hành khách ngồi hàng 2 và 3 cũng được tiếp cận với ghế tiện nghi và được thiết kế tiện lợi, rộng rãi hơn bao giờ hết, nhất là khi các chất liệu và công nghệ cách âm tân tiến được sử dụng giúp cabin yên tĩnh hơn đáng kể. Nổi bật nhất tại táp lô phía trước phải kể đến hai màn 12.3 inch đứng cạnh nhau, cùng với màn H10.8 inch tạo thành bộ ba hoàn chỉnh phục vụ người lái. Hệ thống Pro Assist là bổ sung sáng giá nhất về công nghệ trên Infiniti QX60 2022 khi cho phép xe tự vận hành, cũng như hỗ trợ người lái khá ấn tượng nhờ các công nghệ như phanh đánh lái khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo, tự động theo đuôi xe trước ngay cả khi dừng chờ đèn đỏ và sau đó vận hành trở lại mà không cần người dùng thao tác trong 30 giây. Bên dưới capo, Infiniti QX60 trang bị động cơ V6 3.5 lít 295 mã lực, 366 Nm mô men xoắn giống thế hệ trước, khác chăng là hộp số CVT được thay bằng dòng tự động 9 cấp mới giúp tăng 20% khả năng kéo tối đa lên mức 2.722 kg. Dẫn động mặc định là loại cầu trước, AVKD là trang bị cao cấp đi kèm công nghệ kiểm soát hướng lực kéo. Infiniti QX60 sẽ mở bán rộng rãi từ cuối năm với biểu giá chi tiết từng thị trường công bố sau. Xe cộ.